Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình là chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về đi sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh các bạn nhé. Đây các bạn đăng ký kênh này. Các bạn có thể lên YouTube này. Các bạn ghi là kênh, gõ kênh là Triệu Phú TV. Này TV đấy, các bạn kích vào đăng ký kênh. Kênh mình là được gần 52.000 lượt sắp cho các bạn nhé. Các bạn kích đăng ký kênh này, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip mà mình sẽ livestream bán hàng trực tiếp mà điện thoại cũ ấy, giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Đây các bạn kích vào kênh mình, đây rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn nhé. Đấy, rất nhiều, nói chung là nhiều lắm, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhé, để cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy, thì buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được mấy mẫu sản phẩm, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn luôn. Và con này là con rẻ nhất của mình. Con này thì sản phẩm đầu tiên bên em giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A33 thì hôm nay bên em lại về được con này nhé. Đấy, con này thì là hôm nay con này nhập lại của khách này. Con này thì là máy rất là đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, con này là ngoại hình rất là đẹp nhé. Con Oppo A33 này thì con này là RAM 1GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là giá chống cháy nhé. Các bạn thay một con máy phụ nghe gọi đen trắng, hoặc là tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ rất ok. Đây, con Oppo A33 này, đấy con này thì là máy rất là ngon nhé, sáng đẹp nhé. Đấy, con này thì là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Đây, hôm nay mình thâu lại con khách này cũng đẹp rồi. Nhiều khách người ta dùng cũng rất là giữ các bạn nhé. Đây Oppo A33 đấy, con này rất là đẹp, đây, đẹp leng keng luôn. Con Oppo A33 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 600k các bạn nhé. Đấy, những sản phẩm mà dưới 1 triệu hơn 1 triệu thì các bạn chỉ cọc cho mình 50.000 thôi, thì các bạn nhận hàng thanh toán. Còn các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước hết cho mình, thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng hàng bên mình ấy, các bạn thể chọn, các bạn chọn cho mình hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc trước cho mình là phí ship nhá, 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhà mình thì nhận hình thức là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng này, qua thẻ điện thoại này, và qua là tài khoản Momo nhá, số điện thoại Momo. Các bạn nào mà có tài khoản Momo, các bạn chuyển qua Momo số điện thoại mình cũng được nhá. Đây chủ yếu là mình dùng hay dùng số này này. Số này thì mình hãy cầm một người, số này thì mình để cửa hàng thôi. Số này thì các bạn gọi giờ hành trình nhá, thì mình làm anh em mày. Còn giờ này thì số này thì các bạn gọi giờ nào thì mình nghe mày nhá. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn phải là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, thứ nhất là giao lưu và thứ hai là trao đổi và mua bán. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, và sản phẩm bên mình thì lỗi đổi một vòng một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đây nhà con Oppo AOA 550k đấy, rất là rẻ, sorry các bạn là 600k các bạn nhá. Đấy, các bạn nào thích con A33 các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Buổi tối mình sẽ live vào trực tiếp, thì các bạn là sáng ra các bạn chốt đơn cho mình từ 7 giờ sáng nhá, và đến coi như là gì nhỉ, từ 7 giờ sáng và đến là gì nhỉ, 7 giờ sáng và đến là 9 giờ tối các bạn nhé. Đấy, các bạn nào chốt buổi sáng thì buổi chiều thì mình sẽ ship cho các bạn luôn, còn các bạn nào mà chốt buổi chiều thì buổi tối mình sẽ ship cho các bạn được nhé. Đây có bộ 600 nhá. Này, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được cây là 4 cây Oppo A37 này. Đấy, Oppo A37 thì hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhé. Đấy, Oppo A37 thì hôm nay nhà mình về được 4 cây. Oppo A7 này thì mình cũng giới thiệu sơ cua qua, thì con Oppo A7 thì nó là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, Oppo A7 con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Nói chung là con máy này thì thứ nhất là nhỏ gọn, phù hợp cho ví dụ mà các bạn nhà các bạn có học sinh em nhỏ, hoặc là ông bà bố mẹ người thân mà thích sử dụng điện thoại cảm ứng ấy, thì các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân của em nhỏ, hoặc là các bạn là một máy phụ chống cháy rất ok. Con Oppo A37 này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là ba con này là 900k nhé. Đấy, 900k con Oppo A37 này, 900k này. Đấy, và con này thì là gì nhỉ, 1 triệu đồng nhé các bạn nhé. Đấy, 1 triệu đồng. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo. Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp cho mình này, tại vì gọi mua bán nhanh lắm. Nhà mình gọi, các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình đây, mất có mấy nghìn thôi. Mất có vài trăm đồng đến 1.000 nhá, chưa đến 1 phút thôi, có hay không thôi, các bạn tắt đi hết vài trăm nghìn thôi. Các bạn cứ nhấc máy lên gọi trực tiếp cho mình nhá.
qua hai số điện thoại nhà mình. Giờ hành chính thì mình sẽ nghe tất cả các số các bạn nhé. Đây, ba con này 900k và con này thì là gì nhỉ? 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Oppo A7 này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhé. Các bạn chờ mình một tí nhở. Này, nhanh. Cầm bọn Nokia 105 mấy cả 12.0 đấy. Cầm túi bóng đấy. Túi bóng à? Trong túi bóng có người ấy đấy. Đây ạ, sau đây các bạn một tí nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là buổi tối ngày hôm nay này. Đây, thì mình sẽ bán luôn từ cứ từ rẻ đến thấp. Không hết, hết 105 rồi. Bỏ 105 rồi à. 1280 này. Đấy. Hôm nay thì nhà mình về rất nhiều 12 Nokia 1280. Không lý cục gạch cho bạn nhá, Nokia 1280 này. Thì đây 1280. Các bạn làm một máy phụ nghe gọi là chống cháy rất là ok này. Đấy, các bạn vùng cao vùng biết sóng bọn này thứ nhất là to. Thứ nhất là sóng to, 1.5 là to đấy, 1.5 là to đấy. Xanh xanh đỏ đỏ đấy. Một cốc có mấy cốc? 4 con, có bên đây. Đây, Nokia 1280 nhá. Đấy. À, con này thì ngày xưa một thời có như là nói chung là oanh tạc lúc của thời Nokia. Đấy, oanh tạc của Nokia, Nokia 1280. Đấy. Nokia 1280 thì hôm nay nhà mình về nhiều. Rất nhiều Nokia, tại vì các cái dòng này mình hay để bán ở cửa hàng mà. Cửa hàng mình thì hay bán rất là nhiều đấy. Cơ sở có 5 con. À không, 14 con đây này, con này con khác này. Con này bà nhập nhầm vào đây rồi. Đây. Không tạo cứ đằng đấy đi. Tại tủ. Đấy, Nokia 1280 về rất là nhiều nhá. Bọn này thì các bạn làm mua về làm máy phụ nghe gọi nào thì nói chung là các bạn đi mưa đi gió thì đỡ, nó hỏng thì có đỡ tốn kém nhá. Nokia 1280 này thì bên mình đang bán các bạn giá là 200.000 nhá. Đấy. Và tiền ship thì các bạn phải tự chịu nhá. Đấy, Nokia 1280 này thì là 200.000, tiền ship các bạn phải chịu, tự chịu nhá. Đấy, rất là rẻ nhá. Bên mình sẽ tặng các bạn là một sạc mới và một pin mới nhá. Một sạc mới và một pin mới và kèm theo máy nhá. Máy thì mình đã test ok hết rồi. Các bạn chỉ nhận máy là dùng thôi, tiền ship các bạn phải tự chịu nhá. Bọn này nó không khác gì là rất là rẻ. Đấy. Nhưng mà hàng này thì cực kỳ là hiếm nhá, mình chủ yếu là bán cửa hàng thôi. Chứ mình bán trên mạng cực kỳ ít nhá, cửa hàng mình bán cực kỳ là chạy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì lại về tiếp tục được là 4 cây Nokia 105 này. Nokia 105 này cũng là 200.000 một con nhé. Đấy. Nokia 105 này cũng là 200.000 một con. Đấy. Nokia 105 thì mình cũng chưa rõ là một sim hay sim. À, bọn này một sim nhé. Đấy. Nói chung là bọn này thì loa to lắm. Mình xem các bạn con nào là hai sim, toàn một sim hết nhá. Đây, toàn một sim, tất cả một sim hết. Đây, Nokia 105 này tất cả một sim nhé. 1280 thì các bạn cũng rõ rồi, một sim tất. Đấy. Nokia 105 này thì các bạn mình bên bán mình cũng 200.000 nhá. Đấy, các bạn tiền ship các bạn tự chịu nhá. Đấy. Bạn nào thích cục gạch đen trắng có ok hết. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là 3 cây Samsung A8 2018. A8 2018 này thì hôm nay nhà mình về 3 cây các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì bên mình được về 3 cây. Nè. 3 cây Samsung A8 2018, nhà mình còn về được một cây đen này, một cây xanh và một cây gold đấy. A8 2018 này thì là phiên của nhà mình thì là phiên bản Hàn. Bên Hàn là Hàn nhá, hai sim, à gì là một sim nhá. Đấy, máy Hàn thì mặc định của nó là một sim. Đây, A8 2018 hôm nay nhà mình về 3 cây này. Một xanh này, một đen này. Đấy. Và một gold. Đấy, các bạn nào thích màu nào thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Bọn A8 2018 này thì phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc, ba cây mình là phiên bản Hàn Quốc. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Tất cả bọn này đều là màn hình đẹp nhá, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Nói chung là bọn A8 này thì màn hình nó nhỏ, nó không hay bị ám ố hay gì đâu. Đấy. Đấy. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là bọn này của nó là 32GB. Bọn Hàn Quốc này các bạn có thể là thích lên hai sim thì các bạn có thể là về
tự lên hai sim được các bạn nhé. Đấy, mặc định máy thì sẽ là một sim, các bạn về lên hai sim cũng được nhé. Đấy, A8 2018 này thì là màn hình thì nó nhỏ gọn, nó được cái là màn hình Sumo Alias Full HD cộng, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.400.000 một con nhé. Đấy, A8 2018 này 2.400.000 nhá, 2.400.000 ạ, 2.400.000 đấy. Máy màu xanh cũng rất là đẹp, màu đen rất là đẹp này, và màu gold nhá. Bạn nào thích màu A8 2018 màu nào các bạn nhé, hàng sớm nhất nhá. Đấy, nhà mình có 3 màu nhá. Thành lý các bạn giá cực kỳ là rẻ, 2.400.000 nhá. Bọn này dùng cực kỳ là sướng, nó RAM 4GB. Mà thứ nhất là nó hỗ trợ, là Android mới nhất, các bạn có thể lên Android mới nhất các bạn dùng rất là thích. Nói chung là hàng xách tay của Hàn Quốc dùng rất là ngon. Đồ Hàn mà gái Hàn cũng ngon, mà điện thoại Hàn thì cũng ngon. Đấy. Này, các bạn là chịu khó là theo giờ phát livestream của mình nhé. Tại vì 1-2 ngày sau thì mình cũng đã bán hết rồi. Thì là mong các bạn là phát theo giờ livestream của mình. Đấy, các bạn để ý những video clip mình mới nhất nhá. Các bạn bật chuông thông báo lên đi thì các bạn sẽ xem được video bên mình là sớm nhất. Đấy, A8 2018 đấy, rất là nhiều. Và tiếp đến là con này là con Samsung Z7 Prime này. Đấy, Z7 Prime thì hôm nay nhà mình bên em lại về được con này. Đấy, Z7 Prime thì là con này thì là bản công ty nhá. Z7 Prime con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Z7 Prime thì màn hình là màn hình 5.5 inch, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Z7 Prime thì con này thì là ngoại hình còn khá là ok này, khá là tạm được này. Gọi là tạm được các bạn nhé. Z7 Prime này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000 nhé. Z7 Prime này bên mình đang bán giá là 1.500.000, hai sim hai sóng, pin thì là 3.000, hơn 3.000, rất là ok. Nói chung là bọn này đến thời bây giờ dùng rất là sướng, dùng sướng lắm. Các bạn này mà các bạn dùng màn hình con này là màn hình LCD thôi, các bạn mà ví dụ mà dùng mà vỡ, các bạn đi thay màn hình thì cực kỳ là rẻ. Màn hình AMOLED thì các bạn đi thay thì bằng cả cái máy thôi. Đấy. Đây. Đấy. Đấy. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Đây. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con này là con Vivo Y91C này. Vivo Y91C màu xanh này. Vivo Y91C màu xanh, pin con này từ 4.000, hơn 4.000. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Thì con Vivo Y91C thì là ngoại hình con này còn độ 85-90% nhé. Vỏ thì con này thì hơi phải phẩy chút này. Viền con này thì hơi xấu xấu một chút nhé. Viền thì hơi xấu xấu, kiểu khách dùng kiểu không dùng ốp ấy. Viền con này thì hơi xấu một chút các bạn nhé. Con Vivo Y91C này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy. Cấu hình của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB con Vivo Y91C này nhé. 1.500.000 cho các bạn nhé. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ, kênh chủ yếu mình. Kênh YouTube của mình chủ yếu điện thoại học sinh, sinh viên và các bạn là lao động phổ thông, thu nhập thấp, rất là rẻ đấy. Đấy, Y91C 1.500.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con Huawei Y7 Pro. Hình như con này Y7 Pro 2019 nhé. Huawei Y7 Pro 2019 này. Đấy. Con này thì là khách dùng ốp rất là dữ luôn. Đấy. Máy còn khá là đẹp luôn này. Đấy. Thì các cái mun này chỉ dính bẩn thôi, bẩn của ốp thôi nhé, lau chùi đi rất là sạch. Còn Huawei Y7 Pro 2019 đấy ạ. Đấy. Con này thì là màn hình cực kỳ là lớn. Đấy. 6 inch, hơn 6 inch luôn. Đây, nói chung là bộ nhớ của nó là RAM của nó, con Huawei thì pin rất là ok. Nói chung là pin ok lắm. Đây. Giới thiệu điện thoại đây ạ. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này của nó là chạy chip Snap 450 các bạn nhé. Chip Snap là 450. Đấy. Đấy. Y7 Pro 2019, con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.800.000 nhé. Còn Huawei Y7 Pro 2019 này là 1.800.000 cho các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, rất là rẻ cho các bạn. Đấy. Chỉ phải hơn 1 triệu thôi. Các bạn là cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, rất là rẻ. Đấy, tặng kèm các bạn cái ốp này thôi. Các bạn sử dụng thì dụng, mà các bạn vẫn đi nhé. Bạn nào có tiền thì mua ốp mới. Đấy. Đây, con này thì khách mua xài lại khách và sách của quạt xe rất là đẹp này. 30G 02396. Rất là ok các bạn nhé.
Các bạn nếu mà nhắn tin cho mình qua Zalo ấy mà mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng nhé. Đây, bạn nào gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán, hoặc là qua cửa hàng mình cũng muốn mình gửi địa chỉ mà GoMap ấy, các bạn có thể lên Zalo mình sẽ gửi địa chỉ thông tin GoMap cho bạn qua cửa hàng trực tiếp của mình để mua bán, giao lưu, trao đổi, rất là thích, rất là sướng á. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục là con này là con Oppo A1K nhé. Đấy. Oppo A1K này thì là cũng nó, màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch, pin thì cũng là hơn 4000 nhé các bạn nhé. Đấy. Pin thì là cũng là hơn 4000, cấu hình con này là RAM 3GB. À sorry các bạn, là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Còn Vivo y gì nhỉ? À sorry các bạn, con Oppo A1K này. Con Oppo A1K này thì con này thì là ngoại hình cũng khá là ok. Thì mặt sau thì nó chỉ bẩn bẩn dính cái ốp thôi. Con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700.000 nhé. 1.700.000 sản phẩm là Oppo A1K. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình thì là hơn 6 inch, pin thì là hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân rất là ok, hoặc là tặng người yêu, bà xã rất là, làm quà sinh nhật nào thì là các loại quà luôn. Rất là thích ạ. Đấy, chỉ với giá là hơn triệu vài trăm thôi. Kênh YouTube mình, các bạn cứ đăng ký kênh của mình đi. Đấy. Và điện thoại bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn nhé, nên các bạn yên tâm nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được lô này là lô A8 Star nhé các bạn nhé. Đấy, A8 Star. A8 Star thì hôm nay nhà mình về được tất cả là gì nhỉ? Đây, A8 Star nhà mình nay về được 4 cây nhé. Đấy. A8 Star này. Thì hôm nay nhà mình về được 4 cây. Sơ cua qua cái cấu hình con này. Đấy. Đấy, A8 Star thì hôm nay nhà mình về được 4 cây. 4 cây này của nhà mình đều là bản Hàn nhé. Đấy, bản Hàn 2 SIM. À gì, sorry các bạn, bản Hàn 1 SIM nhé. 4 cây A8 Star này bên mình đều là bản Hàn 1 SIM. Đấy, thì mình sẽ đọc sơ cua qua về con A8 Star này. Thì là màn hình con này là màn hình là 6,3 inch nhé. Đấy, màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của này, con này nó là gì nhỉ? Full HD cộng. Đấy, con này là Full HD cộng. Màn hình của nó là màn hình là Sumo Aliyah 6,3 inch, rất là sắc nét này. Full HD cộng các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, A8 Star cam cực cũng rất là nét này. Còn nó là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy. Nói chung nó nhanh lắm, các bạn khỏi phải chê luôn. Con này của nó là chạy chip gì nhỉ? Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc của nó là chạy chip. Mình sẽ xem một con máy của Hàn Quốc. Chip gì nhỉ? Chip Exynos. À, Exynos. Đây, thì mình sẽ xếp cấu hình chip luôn cho bạn nhé. Đây, mình tìm trên mạng nó thấy dùng nhanh lắm. Đây, quá nhanh luôn. Con này thì màn hình đẹp. Nói chung là đáng đốc tiền bát gạo luôn. Các bạn mua những sản phẩm này thì đáng đốc tiền bát gạo luôn. Chỉ với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn đáng đốc tiền bát gạo luôn. Đây. Mình sẽ tải phần mềm về để cho mình cho các bạn xem chip con này chạy chip gì nhé, cho các bạn rõ nhé. CPU này, Z này. Đây, mình sẽ chạy cho bạn chip gì thì các bạn xem rõ nhé. Đấy. Nói chung là kênh YouTube mình là mua bán là coi như là mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn để các bạn đặt hàng. Ui trời, chết. Nói chung là tải nhanh lắm. Đấy, Google phải qua cái gì bây giờ phải qua bọn Google kiểm quản lý hết các bạn. Mình tí nữa mình sẽ vào nghe nhạc xem phim cho các bạn luôn. Đây mình nói giới thiệu qua về cấu hình của này đây. Đây, nhà mình nay về 4 cái này. Tất cả là màn hình đẹp chứ, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Màn hình 6,3 inch cực kỳ là bự. Đây. 6,3 inch cực kỳ là bự luôn cho các bạn luôn. Đây. Mình sẽ xem cấu hình của nó luôn.
Đấy. Đây, con này là chạy chip Snap nhá, 660 nhá. Đấy, 2,1 21 GHz. Con này là chạy chip Snap các bạn nhá. Các bạn mua con này về chiến game thì khỏi phải chê luôn. Chip Snap 660 đây. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, pin con này thì là pin 4000 luôn này. Đấy. Báo dung lượng 4000 này. Đấy. Nói chung là con này thì khỏi phải chê luôn. Mình sẽ xem phim nghe nhạc cho bạn trên này, màn hình con này tuyệt vời. Thì màn hình to lắm. Các bạn nghe nhạc trên này. Này các bạn nghe nhạc vàng sẽ khỏi phải chê luôn. Đấy. Loa cực kỳ to bự luôn. Đây các bạn nghe nhạc thì nói chung là máy Hàn Quốc nghe nhạc cực kỳ là sướng mà cực kỳ là phê. Đấy các bạn nghe nhạc khỏi phải chê luôn. Đấy, nói chung là các bạn bỏ tiền ra mua những sản phẩm này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Thì con A8 SATA này có hỗ trợ của nó là cổng sạc tai xì, các bạn dùng rất là sướng nhé. Đấy, có hỗ trợ sạc nhanh, hỗ trợ cổng sạc tai xì này. Đấy. Đấy, bản Hàn Quốc là một sim. Dùng sướng lắm. Đấy, bọn này đã chạy được Android 10 hết thì các bạn nhé. Bọn này lên được Android 10 hết này, RAM 4 bộ nhớ 64GB này. Đấy, A8 SATA này, hôm nay nhà mình về 4 cây, tất cả màn hình đẹp, không ả mố hay không lưu ảnh gì. Đây, màn hình toàn là 6,3 inch, các bạn cầm này xuống. Đấy, mình thì ba cây đen này, ba cây đen bóng này thì là một cây trắng nhé. Ngoại hình toàn bọn này toàn đẹp từ 90 trên 90%. Đấy. Ngoại hình đẹp từ 90 đến trên 90%. Và giá sản phẩm A8 SATA này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhá. Đáng đồng tiền bắt gạo bỏ tiền ra mua luôn. Các bạn xuống tiền mua những sản phẩm mà A8 SATA mà 2.800.000 này. Các bạn mua dùng sướng những sản phẩm đời mới bây giờ, mình khẳng định với các bạn luôn. Đấy. Mình khẳng định các bạn mà xuống 2.800.000 mà các bạn mua những sản phẩm Samsung này về, các bạn dùng mà so sánh những là sản phẩm là Oppo hay Vivo hay những sản phẩm đời mới cả Samsung đời mới bây giờ. Nó thật là các bạn không bao giờ bằng những sản phẩm A8 SATA này, các bạn dùng rất là sướng luôn. Nhanh lắm. Để mình ví dụ thử cho các bạn là một con mình không có con nào mà ra 4GB của Oppo. Mình thử con ra con cầu hình Oppo này. Nó đơ lắm, thứ nhất là nó chậm. Đây, nói chung bọn này nó quá nhanh luôn. Mình không thấy nó độ trễ hay độ gì nhá. Nó thật nó ra một bộ Oppo Samsung nhận. Các bạn người ta thiết kế những cái máy, tại vì lúc thời điểm con này ra là cực kỳ đắt. Nó cũng hơn chục triệu đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ chỉ với giá là 2.800.000 thôi các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 SATA này các bạn ra hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mà không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đặt hàng nhá. Gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có ship 3 miền, lỗi và đổi một trong một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và bên mình thì có gì nhỉ? Hỗ trợ coi như là các bạn là qua trực tiếp cửa hàng xem máy nhá. Mình về 4 cây nhá, các bạn nhanh tay đặt hàng mình số nhất nhá. Với giá là 2.800.000 thôi các bạn, xuống những bọn này đồng tiền đáng đồng tiền bát gạo luôn. Mình khẳng định với các bạn như thế nhá. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và sắp cũng chỉ còn vài tháng nữa đến Tết thôi. Thì mong các bạn cố gắng kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ nhiều sản phẩm bên mình nhé. Đấy, xin chào và hẹn lại các bạn clip lần sau nhé.